Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Có thể nói hôm nay là một ngày vô cùng nóng bức tại Hà Nội. Nhiệt độ trung bình từ 37 cho đến 39 độ, có nơi còn trên 39 độ. Và tia cực tím thì tăng có nguy cơ gây hại cao với cơ thể của con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này. Vì thế mà nếu không thực sự cần thiết thì chúng ta nên ngồi nhà, bật điều hòa và mở laptop lên xem clip của Tokyo Camera. Và tôi cũng vừa nhận được một thông tin nóng không kém gì nhiệt độ Hà Nội ngay lúc này. Đó là Osmo Action đã về tới Tokyo Camera rất nhanh chóng. Chỉ sau hơn 3 ngày từ khi ra mắt thì chúng tôi đã kịp có lô hàng đầu tiên về để đập hộp và review cho anh em. Và hôm nay thì tôi rất vinh dự vì là một trong những người đầu tiên được đập hộp và sờ mó này. Nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu và vọc vạch xem là con Action Cam này có thể mang lại một luồng gió mới để làm dịu bớt cái nóng Hà Nội cái lúc này hay không. Let's go. Thấy là cái thiết kế vỏ hộp này giống y chang như trên thiết kế của chiếc Osmo Pocket. Và trên này thì có in những cái thông tin về sản phẩm cũng như là những tính năng của máy, ví dụ như là dual screen này sẽ có hai màn hình và quay phim 4K HDR chống nước 11m, quay 4K 60fps và slow motion 8x. Ngoài ra thì ở đây có nói là bên trong hộp sẽ có một chiếc Osmo Action, một cục pin, cáp USB Type-C, các cái đốc kết nối. Và tôi sẽ không để các bạn phải chờ đợi thêm nữa. Chúng ta hãy cùng unbox ngay con Action này để xem là hình thù của nó ra sao nhá. Thật sự là lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác được đập hộp, cho nên là khá là bồi hồi. Kế nên là kiểu mở lên chứ không phải là kiểu rút ra như... Đây. Và đây là trong hộp của chiếc Osmo Action. Chúng ta có thể thấy đây là chiếc Action và được lắp sẵn cái kết của nó rồi, cùng đặt sang một bên. Và chống ẩm. Và tất cả các phụ kiện còn lại được đặt ở trong một cái hộp như thế này. Ok. Ở đây chúng ta sẽ bao gồm một cái bao để gắn lên mũ hay là xe. Đó. Một sợi cáp. Đây là cáp USB Type-C. Một cái ốc để bắt cái mao này vào. Thêm một cái mao nữa. Và đây là pin kèm theo máy, được đặt trong một cái hộp. Đây, khá là xịn. Để xong một bên, xem còn gì không nào. À, chúng ta sẽ còn một cái... chẳng biết là cái gì. Tiếp theo là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và hết rồi. Hôm nay không còn gì cả. Hãy cùng quay trở lại với chiếc Osmo Action. Thì đây, phải nói là rất là đẹp. Cái độ hoàn thiện của nó vô cùng là tốt. Nếu mà nhìn từ mặt trước thì chúng ta sẽ thấy một cái màn hình tràn viền vô cùng là đẹp luôn. Nhưng mà thực tế thì cái màn hình của nó chỉ ở bên trong này thôi. Và màn hình này có kích thước là đâu đó 2.2 inch thì phải. Đó. Tôi sẽ tháo cái này ra khỏi cái kết này. Nhanh nhau. Ok. Và đây là chiếc Osmo Action của chúng ta. Ở mặt trước thì chúng ta chỉ có một cái màn hình như thế này thôi. Và ở phía trên này là nút quay này và nút nguồn. Bên cạnh đó là một cái đèn báo và một cái mic thu âm. Sang bên hông thì ta sẽ có một cái phím QS, hình như là đâu đó là quick start. Chúng ta thao tác nhanh. Và đây là khe cắm thẻ nhớ cũng như là cổng sạc. Đó. Dưới đây là khe cắm pin và tôi sẽ lắp pin vào đây. Rồi. Bên này sẽ là một giải loa và mic thu âm nữa. Khi tôi lắp pin vào thì nó sẽ mở như thế này. Ok, đây là quá trình setup. Tôi sẽ bóc cái này ra. Úi dồi ôi. Phế quá. Và cái thiết kế bên ngoài của con Osmo Action này thì nó là một cái chất liệu nhựa và cao su. Và cái nhựa này thì tôi nghĩ là nó sẽ hoàn thiện khá là tốt, bởi vì là cái công bố của hãng thì con này có thể chịu được rơi từ độ cao 5 feet, tức là đâu đó vào khoảng 1.5 mét. Đó, 1.5 mét khá là cao đấy. Cao tầm này. Và tôi rất là thích cái thiết kế này bởi vì là nó không hề bám dấu vân tay của chúng ta, không hề bám một tí nào luôn. Đó, và cái thiết kế nó rất là nhám, sờ rất là sướng và mát tay. Đằng trước này là một cái camera hình tròn chứ không còn phải là hình vuông như là GoPro. Đó,
nó là hình tròn và có thể tháo ra để lắp filter ở đây. Và chữ Osmo Action được in nổi. Theo nhà công bố thì con Osmo Action này có khả năng chống nước lên đến 11 mét. Vâng, và không cần kết chống nước gì cả, chỉ cần như thế này và xuống nước thôi. Đó, tha hồ chúng ta đi bơi trong mùa hè này, siêu mát luôn. Nếu như mà thêm cái kết chống nước nữa vào thì chúng ta sẽ có khả năng lặn sâu đến đâu đó là 60 mét. Có thể gọi đây là tàu ngầm luôn chứ không phải là một chiếc camera nữa. À, tức là ở đây để mà có thể active con Action này thì chúng ta sẽ scan cái mã QR này. Ok, và tôi sẽ vào DJI Mimo. Con này thì được dùng chung app với cả DJI Osmo Pocket. Đó là vì sao mà tự nhiên ra con Pocket, một cái là DJI làm luôn một con app hẳn cho Pocket luôn, nhưng mà không phải đâu, có mục đích cả. Rồi vào đây, tôi bắt đầu active con Osmo Action này. Bắt chúng ta phải đăng nhập tài khoản của DJI vào đây. Ok, đăng nhập xong. Và tôi đang tiến hành active con Action này. Rồi, vậy thế là xong, đã active xong. Ok, và bây giờ nó bắt chúng ta phải download firmware về để update. Chơi luôn, download bằng 3G luôn, nhà có điều kiện mà. Ok, và bây giờ tôi phải lắp thẻ vào để mà có thể cài đặt firmware. Đó, install. Chờ một chút nào. Trời ơi, cái màn hình của nó siêu đẹp luôn các bạn ơi. Và cái độ cảm ứng, cái độ nhạy của cảm ứng của DJI thì chưa bao giờ làm tôi thất vọng luôn. Vì loa của con Action này thì cũng khá là to và nghe cái tiếng của nó rất là trong, không kiểu bị rè rè như kiểu Hero hay là những hãng khác. Ở đằng sau này chúng ta sẽ có một cái dãy tản nhiệt. Đó là lý do vì sao mà nó rất là mát và có thể giảm tới đâu đó như hãng công bố là 16 độ so với cả nhiệt độ thông thường. Ok, vậy là update xong. Đang. Và chúng ta sẽ kết nối được vào camera. Đấy rồi. Ui, thực sự là các bạn không thể tin được cái chống rung của con này nó như thế nào luôn. Chế độ Rock Steady đã đang bật và chúng ta có thể quay được 4K 60fps ở chế độ này luôn. Thực sự nó chống rung không thể tưởng tượng được luôn các bạn ạ. Quá là đỉnh, quá là đỉnh. Đấy rồi. Đầu tiên thì sẽ nói về những cái tính năng ở trong này trước đi. Khi chúng ta vuốt từ trên xuống thì nó sẽ cho chúng ta những cái chế độ cài đặt nhanh ở đây, ví dụ như là đây là các cái chế độ người dùng này. Xét thông số, ví dụ như tôi để chế độ riêng của tôi là 4K 30fps và Auto White Balance. Đấy. Ví dụ người khác thì có thể set cái chế độ thứ hai này là Full HD 120fps để White Balance là đám mây chẳng hạn đấy. Tiếp theo là sang đây là độ sáng màn hình. Chúng ta có thể kéo này, rất là nhạy luôn. Đây là chế độ khóa màn hình để chúng ta khỏi phải ấn nhầm vào màn hình trong lúc đang quay. Đó, chúng ta vuốt lên để mở khóa. Đó. Tiếp theo là chế độ cài đặt. Thì trong phần cài đặt này sẽ cho chúng ta có rất nhiều cài đặt khác. Rồi, rất nhiều cái này thì tìm hiểu sau đây. Đây là tự động xoay màn hình này. Sport Mirroring tức là chế độ đo sáng thể thao. Ok, và tôi sẽ chọn vào đây và nhấn giữ vào cái vùng mà tôi muốn đo sáng và nó sẽ khóa sáng ở vùng đó. Ok, đây là chế độ ra lệnh bằng giọng nói. Đó, Voice Control. Đây là chế độ hiển thị hình ảnh này, Full Screen và hiển thị 16:9. Nhìn về màu da ở trên con Osmo Action này thì vô cùng là đẹp. Nó làm màu da rất là tự nhiên. Ở cái ngàm kết nối của Osmo Action thì được thiết kế vô cùng là thông minh ở đây. Đó, nó là có một chiếc ngàm chung như thế này. Và các cái còn lại thì nó sẽ được thiết kế như kiểu ở cái dạng khớp xoay. Đó, và chúng ta chỉ cần một cái ngàm này thôi là có thể kết nối với tất cả các cái mouse khác. Đây thì tôi sẽ thử lắp vào đây. Cái này có thể là sẽ gắn trên ô tô này. Đó, và xoay lại. Rồi. Đó, vô cùng chắc chắn. Để tháo ra thì chúng ta chỉ cần bóp vào như này thôi. Đó, là tháo ra. Rất là thông minh và tiện lợi. Chúng ta sẽ không cần phải ngồi xoáy ốc như kiểu trên những cái con khác nữa, mà chúng ta chỉ cần là tháo ra và lắp vào thôi. Và clip đập hộp Osmo Action của chúng tôi đến đây là kết thúc. Và còn chần chờ gì nữa mà các bạn không đến ngay 948 Trương Định, Hà Nội hoặc 520 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để sắm ngay cho mình con Action Cam thần thánh trong mùa hè này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu cảm thấy clip hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, share và subscribe để cho mình có động lực làm thêm video tiếp theo nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.